Ông Trần Văn Hành, sinh năm 1967, dân tộc Sáng Dìu, ở thôn Tráo Cũ, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế, giúp xóa đói, giảm nghèo, từng bước tăng thu nhập cho gia đình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Nhận thấy việc trồng cây vải thiều theo cách truyền thống, năng suất, chất lượng quả vải thấp, vì thế việc tiêu thụ cũng gặp khó khăn. Với sự nhạy bén của mình, ông đã mua thêm sách hướng dẫn kỹ thuật trồng vải, miệt mài nghiên cứu, và ông phát hiện ra rằng nếu để ra quả trên thân cây sẽ cho quả vải to đẹp hơn, chất lượng và bán được giá cao. Để làm được điều đó thì ông Hành đã cắt tỉa cành, tạo tán, làm sao cho cây thoáng để có ánh sáng đến tận gốc. Thứ nhất là hạn chế được sâu bệnh hại, thứ hai là cây đỡ phải nuôi cành và lá. Với sự nhạy bén của mình, từ năm 2009 đến năm 2013, ông Hành đã tìm ra được một giải pháp tối ưu để phát triển cây vải của gia đình là xử lý cho vải thiều ra quả trên thân cây. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều năm, sau đó là chúng tôi cũng phải cải tạo, chúng tôi cũng phải đốt phá. Ông tìm cái cách như là tôi tỉa như thế này để tạo cái tán như thế này, để cho nó ra quả trong thân. Đấy thì đối với cái việc ra quả trong thân thì nó năng suất đạt được và cái giá trị sản phẩm nó cao gấp đôi đến hơn gấp đôi của những cái sản xuất thông thường. Đấy, thì cái hiệu quả kinh tế thì nó được nâng lên và nó đạt được cái hiệu quả thu nhập thì nó cao hơn. Cũng từ giải pháp này, trong suốt những năm qua với 600 cây vải thiều, năm nào gia đình ông cũng cho thu hoạch trên 30 tấn quả. Với giá bán như hiện nay là hơn 20.000 đồng một kg. Mỗi năm trừ chi phí, vườn vải của ông Hành cũng cho lãi từ 450 đến 500 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng để giúp gia đình ông thoát nghèo, vươn lên thành một hộ khá giả với cơ ngơi khang trang. Khi kinh tế gia đình đã ổn định, ông Hành không ngần ngại trong việc chia sẻ kinh nghiệm để các hộ khác trong thôn cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo giống như gia đình mình. Ông đã thường xuyên tuyên truyền vận động và trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc cây vải thiều và các cây ăn quả khác cho các hộ gia đình ở thôn xã. Theo cán bộ hội nông dân huyện Lục Ngạn cho biết, nhờ sự nhạy bén sáng tạo của ông Trần Văn Hành mà người dân ở đây đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao như mô hình trồng cây ăn quả, trồng vải Việt Gáp, nhãn, bưởi diễn, cam đường canh, giúp đời sống nhiều hộ gia đình nơi đây ngày một nâng cao, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.